Cảm thấy phát điên với những tiếng tạch tạch mãi không ngừng. Bạn bị sao thế nhỉ? Nói thử xem, âm thanh nào khiến bạn phát điên lên? Nghe thử mấy cái này nhé. Bạn thấy thế nào? Thấy bình thường hay cảm thấy khó chịu? Nếu bạn cảm thấy những âm thanh này bình thường thì chúc mừng bạn, bạn đã không mắc phải triệu chứng misophonia. Vậy, misophonia là gì vậy? Thuật ngữ misophonia có nghĩa là căm thù âm thanh. Những người mắc chứng rối loạn phát triển âm thanh thường bị ảnh hưởng cảm xúc bởi những âm thanh thông thường, những âm thanh do người khác tạo ra và thường là những âm thanh mà người khác không chú ý đến. Ví dụ như thở, ngáp hoặc là nhai đều tạo ra phản ứng chiến đấu hoặc khiến người mắc hội chứng này muốn trốn thoát. Lúc này, não bộ chỉ huy nhịp tim của những người mắc chứng misophonia tăng cao, mồ hôi vã ra như tắm, như một cách để đối mặt, chống chọi lại với âm thanh kia. Vấn đề không nằm ở tai mà là ở não của bạn. Các nhà nghiên cứu cho thấy hội chứng misophonia thường bắt đầu xuất hiện sớm nhất từ độ tuổi 9 đến 13 và phổ biến ở người trưởng thành. Thế nhưng, ngay cả các bác sĩ cũng không thể biết chính xác điều gì đã kích hoạt các triệu chứng tức giận và phản kháng lại những âm thanh này. Họ chỉ có thể biết chính là nó không phải vấn đề nằm ở tai của bạn. Những âm thanh này thường liên quan đến cách mà bạn cảm nhận âm thanh trong não bộ. Một nghiên cứu năm 2017 phát hiện các âm thanh chọn lọc đã kích hoạt vỏ não trước, nơi sinh ra các cảm xúc như tức giận, sợ hãi và lo lắng trong đầu những người mắc hội chứng misophonia. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Neuroscience cho thấy chứng misophonia dường như bị kích hoạt bởi một kết nối thần kinh chạy từ vỏ não thính giác tới vùng vỏ não vận động đang điều khiển chuyển động của các cơ và khớp trên mặt, miệng và cổ họng. Nó phần nào giải thích tại sao đa số chúng ta bị dị ứng với các âm thanh phát ra từ miệng thay vì các âm thanh ngẫu nhiên khác như tiếng la hét, tiếng mưa rơi. Làm sao để cải thiện triệu chứng này? Nhiều người mắc hội chứng misophonia nặng, cảm giác cuộc sống của họ vô cùng áp lực và căng thẳng. Hãy tưởng tượng một nhân viên văn phòng lại bị dị ứng với tiếng gõ bàn phím, hay một cô giáo lại bị dị ứng với tiếng bấm bút của học sinh. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị cụ thể cho triệu chứng này. Nếu có thì chỉ đơn giản là dùng biện pháp đánh lạc hướng thính giác, chẳng hạn như đeo tai nghe hoặc là đánh lạc hướng não bộ bằng cách tập trung vào một thứ gì đó khác để xua tan cảm xúc mà misophonia gây ra.